tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong bản tin chiều ngày 25 tháng 3, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Thu từ chối vaccine COVID-19 của Medicago do liên quan tới một hãng thuốc lá khổng lồ. Thị trưởng Toronto John Tory sẽ tranh cử nhiệm kỳ 3 trong cuộc bầu cử tháng 10. Những chiếc xe khởi động bằng nút bấm thay vì chìa khóa dễ bị ăn trộm và bán ra nước ngoài. Thuốc tránh thai nam có hiệu quả 99% trên chuột và sắp bắt đầu thử nghiệm trên người người đàn ông 95 tuổi vẫn làm dịch vụ chuyển nhà. Các khả năng mà Canada có thể đủ điều kiện tham dự World Cup Nam sau trận thua hôm thứ Năm Hai thiếu niên từ British Columbia nhận được vé vàng tham dự American Idol. Những khu vực Toronto này đã chứng kiến mức tăng giá nhà lớn nhất kể từ năm 2019. Và trong phần tin thế giới, các nhà hoạt động Nga ký thư ngõ kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hoa kỳ eu công bố quan hệ đối tác mới để cắt giảm năng lượng của nga tổ chức thương mại thế giới từ chối đơn xin gia nhập thành viên của belarus client earth khởi động hành động pháp lý chống lại eu về hạn ngạch đánh bắt cá không bền vững tài xế xe tải tây ban nha biểu tình ở madrid sau khi từ chối gói viện trợ mới của chính phủ một nghiên cứu mới đã lần đầu tìm thấy vi nhựa trong máu người các nghiên cứu cho thấy Omicron tồn tại lâu hơn trên bề mặt và da so với các biến thể trước đó. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổ chức Y tế Thế giới từ chối vaccine COVID-19 của Medicago do liên quan tới một hãng thuốc lá khổng lồ. Loại vaccine COVID-19 đầu tiên do Medicago sản xuất tại Canada đã bị Tổ chức Y tế Thế giới từ chối do có liên quan tới gã khổng lồ của ngành công nghiệp thuốc lá Philip Morris. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Medicago Takashi Nagao viết trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Chúng tôi biết rằng WHO đã cập nhật tình trạng vaccine của Medicago thành không được chấp nhận. Một khi chúng tôi nhận đầy đủ các tài liệu về lý do và chi tiết của quyết định đó, chúng tôi sẽ xem xét tính hợp lý và sẽ thảo luận về các bước tiếp theo với các đối tác và cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng quyết định này có liên quan đến cổ đông thiểu số của Medicago, chứ không phải do tính an toàn và hiệu quả đã được chứng minh của vaccine của chúng tôi. COVID Funds đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Philip Morris, công ty thuốc lá lớn nhất thế giới, sở hữu 1 3 cổ phần của Medicago có trụ sở tại Quebec. Chính phủ Canada đã đầu tư 173 triệu đô la vào Medicago và nỗ lực sản xuất vaccine của họ. Vaccine COVID-19 của Medicago Covifence đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Y tế Canada vào ngày 24 tháng 2. Loại vaccine sản xuất tại Canada này là loại vaccine gốc thực vật đầu tiên trên thế giới được phép sử dụng cho con người và cũng là mũi tiêm đầu tiên của Canada được phê duyệt trong hơn 20 năm. Thị trưởng Toronto John Tory sẽ tranh cử nhiệm kỳ 3 trong cuộc bầu cử tháng 10. Thị trưởng thành phố Toronto John Tory cho biết ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba với tư cách thị trưởng Toronto trong cuộc bầu cử thành phố sắp tới vào tháng 10. Ông Tory đã thông báo tin tức trong một tuyên bố, nói rằng ông đã quyết định tái tranh cử sau khi nói chuyện với gia đình và nhận được những lời chúc và sự ủng hộ của họ. Ông Tory sẽ ghi tên mình vào cuộc đua khi cổng đăng ký mở vào tháng 5. Đây sẽ là lần thứ ba ông Tory tranh cử. Ông đã nhận chức lần đầu tiên vào năm 2014 và một lần nữa vào năm 2018. Ông Tory cũng cho biết ông đang tranh cử một lần nữa vì muốn lãnh đạo Toronto khi thành phố phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ông tin rằng thành phố cần một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, người sẽ làm việc với cả chính quyền tỉnh và liên bang để phát triển thành phố. Cuộc bầu cử thành phố cho Toronto được lên kế hoạch vào ngày 24 tháng 10. những chiếc xe khởi động bằng nút bấm thay vì chìa khóa dễ bị ăn trộm và bán ra nước ngoài. Theo một cuộc điều tra của Marketplace, những chiếc xe bị đánh cắp từ Ontario và Quebec đang được quảng cáo và bán công khai ở các nước Tây Phi bao gồm Nigeria và Ghana. Cuộc điều tra cũng cho thấy những tên trộm đang nhắm vào chiếc xe có hệ thống khởi động bằng nút bấm. Những chiếc xe bị đánh cắp đang được vận chuyển ra nước ngoài bởi những tên trộm táo bạo, đến nỗi mà chúng để lại cả những miếng dán xe dễ nhận dạng và thậm chí cả biển số xe các chuyên gia nói rằng các công ty xe hơi hiện ưu tiên sự tiện lợi hơn là bảo mật khi họ sử dụng những động cơ khởi động bằng nút bấm thay vì ổ khóa điều này cho phép kẻ trộm nhanh chóng và dễ dàng đánh cắp xe để vận chuyển ra nước ngoài nơi có nhu cầu cao cho xe hơi của canada vì độ tin cậy và sự sẵn có của các bộ phận Cảnh sát nói, trộm xe ở Canada rủi ro thấp mà lợi nhuận cao. Trộm xe theo kiểu này có chi phí thấp và mất ít thời gian. Xe hơi được trộm có thể được chất lên các container vận chuyển và lên đường trong vòng vài giờ. Cảnh sát vùng Peel phía tây Toronto nói rằng 80 đến 85% số xe bị đánh cắp có liên quan đến tội phạm có tổ chức và được vận chuyển ra nước ngoài, rất nhiều xe được đưa đến Tây Phi. Các vụ đánh cắp được thực hiện như thế nào? Bạn có thể đã nghe nói về khái niệm trộm xe tiếp sức, trong đó một thiết bị được sử dụng để thu hút tín hiệu của chìa khóa ô tô và sau đó được khuếch đại để mở cửa ô tô, nhưng các chuyên gia nói rằng có một giải pháp rẻ hơn và dễ dàng hơn mà những tên trộm đang sử dụng. Đó là dùng bộ mở khóa, những công cụ này có sẵn với giá dưới 60 đô la trên các chợ trực tuyến. Khi vào bên trong xe, những tên trộm thường cắm một bộ lập trình chính vào cổng thông tin OBD của ô tô, thường nằm dưới vô lăng, nơi thợ máy có thể cắm các công cụ chẩn đoán vào máy tính của ô tô. Các bộ lập trình này có giá dưới 1.000 đô la khi mua trực tuyến. Sau đó, kẻ trộm có thể lập trình một chìa khóa trống để khớp với chiếc xe. Nó có thể được thực hiện trên hầu hết mọi loại xe sử dụng nút bấm để khởi động. Những xe có chìa khóa cần phải có một công cụ riêng để sao chép chìa khóa một thợ sửa xe nói rằng bất cứ ai cũng có thể mua những công cụ này và làm bất cứ điều gì họ muốn khi chúng nằm trong tay kẻ xấu và chỉ cần một chút kinh nghiệm hoặc nếu họ học được nó chỉ sau một thời gian ngắn họ có thể dễ dàng lấy trộm bất kỳ chiếc xe nào mà họ muốn cần nhiều biện pháp bảo vệ hơn chẳng hạn như một cơ quan quản lý đối với thợ khóa hoặc một quy trình đăng ký mua công cụ có thể ngăn chặn các công cụ của thợ khóa lọt vào tay kẻ xấu và sẽ giúp hạn chế tình trạng trộm cắp. Thuốc tránh thai có hiệu quả 99% trên chuột và sắp bắt đầu thử nghiệm trên người. Các nhà khoa học đã phát triển một loại thuốc tránh thai không chứa nội tiết tố nam với hiệu quả 99% và không có tác dụng phụ rõ ràng khi thử nghiệm lên chuột. Thông thường, việc nhắm đến hóc môn sinh dục testosterone có thể dẫn đến các tác dụng phụ khó chịu như tăng cân, trầm cảm và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, và điều này khiến quá trình tìm kiếm giải pháp kiểm soát sinh sản lành mạnh cho nam giới trở nên rất khó khăn. Lý do khiến viên thuốc này hiệu quả và không có tác dụng phụ là viên thuốc không nhắm vào testosterone, hiện tại làm ức chế testosterone, là phương pháp phổ biến nhất của các biện pháp tránh thai dành cho nam giới hiện tại các lựa chọn kiểm soát sinh sản cho nam giới chỉ giới hạn ở bao cao su biện pháp này chỉ dùng được một lần và dễ bị lỗi hoặc thắt ống dẫn tinh một thủ thuật phẫu thuật và đôi khi tốn kém nếu muốn có con trở lại trong khi đó phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn bao gồm thuốc tránh thai vòng tránh thai và bao cao su nữ Một người đàn ông 95 tuổi vẫn làm dịch vụ chuyển nhà. Đi một đôi ủng an toàn công kênh, ông Nestor Cozy di chuyển uyển chuyển như một người đàn ông bằng nửa tuổi mình. Ông lội qua những vũng bùn, trèo ra khỏi máy xúc và lên xuống các bậc thang dưới tầng hầm để tự mình kiểm tra ngôi nhà và các vật dụng máy móc mà ông và đội sẽ dùng để di chuyển ngôi nhà. Ông Cozy nói trong một cuộc phỏng vấn, Tôi có một số người bạn tốt trong cuộc đời của mình, những người đã nghỉ hưu ở tuổi 65. Tôi cảm giác như họ bắt đầu đi chậm lại vì họ sợ lên cơn đau tim. Còn tôi thì thấy có làm gì thì cũng có khả năng bị đau tim nên tôi vẫn tiếp tục làm việc. Ông Koji bắt đầu sự nghiệp kéo dài 7 thập kỷ từ năm 1950. Các khả năng mà Canada có thể đủ điều kiện tham dự World Cup Nam sau trận thua hôm thứ Năm Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Canada đang đứng trước cơ hội giành quyền tham dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Đội đang đứng đầu bảng xếp hạng sau 12 trận ở vòng cuối của vòng loại và mới chỉ có một trận thua duy nhất với hai trận đấu trong tay con đường tới vòng loại của canada rất đơn giản ngay cả khi họ chung bước và không kiếm được điểm nào trong hai trận đó canada vẫn có cơ hội tham dự world cup còn đây là các khả năng khác nếu canada có một trận thắng hoặc một trận hòa trận đấu vòng loại tiếp theo của canada diễn ra vào chiều chủ nhật đối đầu với jamaica tại bmo field ở toronto đây là con đường ngắn nhất cho đội canada nếu họ hòa hoặc thắng họ sẽ được tham gia world cup ngay cả khi Canada thua Jamaica, họ vẫn có thể tham dự World Cup nếu thắng hoặc hòa Panama trong trận đấu cuối cùng vào ngày 30 tháng 3 kể cả hai trận thua cũng chưa phải là dấu chấm hết với canada ngay cả khi canada thua cả hai trận cuối cùng vòng loại triển vọng vẫn rất sáng sủa nếu canada thất bại và costa rica thắng hai trận cuối trước el salvador và hoa kỳ thì khả năng canada và costa rica bằng điểm trên bảng xếp hạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng canada vẫn có lợi thế khi xét về hiệu số bàn thắng bại đây là yếu tố quyết định trong kịch bản này Canada đã ghi nhiều hơn đối thủ tới 13 bàn ở lượt trận vòng loại này, trong khi Costa Rica chỉ ghi được thêm 2 bàn. Vì vậy, trừ khi Costa Rica có thể bù lại 11 bàn thua đó trong hai trận đấu, Canada vẫn sẽ kết thúc trong top 3 và đảm bảo một suất tham dự World Cup. Trong trường hợp xấu nhất, Canada vẫn còn một cơ hội cuối cùng để góp mặt ở giải đấu lớn. Trường hợp tệ nhất là Canada ở vị trí thứ tư. Đội đứng thứ tư trong vòng loại Corn Kafka sẽ tham gia vào một trận đấu loại trực tiếp với một đội từ Liên đoàn bóng đá Châu Đại Dương OFC để giành một trong những vị trí cuối cùng của giải đấu lớn. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Qatar vào ngày 13 hoặc 14 tháng 6. Đối thủ tới từ OFC vẫn chưa được xác định nhưng chúng tôi biết đó sẽ là New Zealand, Quần đảo Solomon, Papua New Guinea hoặc Tahiti. Nói chung, Canada dường như đã đặt được một chân vào cánh cửa mang tên World Cup. Hai thiếu niên từ British Columbia nhận được vé vàng tham dự American Idol. Hai thiếu niên British Columbia đang trên đường đến Hollywood sau khi giành được vé vàng từ buổi thử giọng đầu tiên cho cuộc thi hát truyền hình thực tế American Idol. Ishan Sopti, 17 tuổi, từ Mission ở Fraser Valley, ở British Columbia, đã hát Half of Man của Dean Lewis trước các giám khảo Katy Perry, Lionel Richie và Luke Bryan. Và tiết mục đã giúp anh có một chuyến đi đến Los Angeles cho vòng thử giọng tiếp theo. Anh Sopty nói rằng anh ấy đã hát cả đời nhưng được truyền cảm hứng để đăng ký chương trình sau khi anh ấy xem Lauren Spencer Smith, một thiếu niên sống ở Nanaimo trở thành thí sinh trong chương trình hai năm trước. Cameron Whitcomb, một thanh niên 18 tuổi đến từ Kamloops, người cũng đã giành được tấm vé vàng đến Hollywood, cho biết cảm giác đó giống như trong mơ vậy. Anh Whitcomb cho biết buổi thử giọng ban đầu là vào ngày 7 tháng 10, nhưng đến bây giờ các tập mới được phát sóng. Những khu vực Toronto này đã chứng kiến mức tăng giá nhà lớn nhất kể từ năm 2019 những người đủ may mắn để mua nhà trong hai năm qua sẽ kiếm được một số tiền lớn nếu họ bán nhà ngay hôm nay nhưng một số khu vực ở toronto đã tăng giá hơn nhiều so với những khu vực khác ngay cả khi giá nhà giảm trong tháng này hai năm qua đã chứng kiến giá bất động sản ở toronto tăng lên mức cao chưa từng thấy Năm ngoái, giá cả mất kiểm soát nên thị trường đã khiến bất động sản bị coi là một rủi ro cao. Nhìn chung, giá trị nhà ở Toronto đã tăng 21% trong hai năm qua, với mức định giá trung bình mới là 904.518 đô la, theo một báo cáo mới từ công ty bất động sản Canada Properly. Property đã so sánh giá bán trung bình của bất động sản được bán 6 tháng trước các đợt đóng cửa vì đại dịch từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020 với giá trị ước tính của chúng vào tháng 3 năm 2022. Giá một ngôi nhà trung bình ở Toronto đã tăng hơn 150.000 vào thời điểm đó. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, giá bán trung bình của một ngôi nhà ở Toronto là 748.000 cho tất cả các loại nhà. Vào tháng 5 năm 2021, giá trung bình của những ngôi nhà tương tự đã tăng lên là 875.389 đô la. Và bây giờ, giá đã tăng một lần nữa lên 904.518 đô la. Nhà biệt lập tức là detached homes có mức tăng lớn nhất ở mức 31% với nhà phố townhouse ở mức 28% và nhà liên kế row home ở mức 26%. Căn hộ chung cư condos tăng 25% và nhà liền kề semi-detached tăng 23%. Có lẽ do xu hướng làm việc tại nhà nổi lên, người dân dường như đang tìm kiếm những ngôi nhà bên ngoài trung tâm thành phố. Các khu vực có mức tăng cao nhất là Midtown 36%, York 28%, khu cuối phía Tây 24% và Scarborough 24%. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Cập nhật những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Ukraine và Nga. Các nhà hoạt động Nga ký thư ngỏ kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Hoa Kỳ, EU công bố quan hệ đối tác mới để cắt giảm năng lượng của Nga. Tổ chức Thương mại Thế giới từ chối đơn xin gia nhập thành viên của Belarus. Client Earth khởi động hành động pháp lý chống lại EU về hạn ngạch đánh bắt cá không bền vững. Tài xế xe tải Tây Ban Nha biểu tình ở Madrid sau khi từ chối gói viện trợ mới của chính phủ. Một nghiên cứu mới đã lần đầu tiên tìm thấy vi nhựa trong máu người. Các nghiên cứu cho thấy Omicron tồn tại lâu hơn trên bề mặt và da so với các biến thể trước đó. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cập nhật một số diễn biến mới về cuộc chiến Ukraine Nga. Quân đội Ukraine đang tái chiếm các thị trấn ở phía Đông Kiev, trong khi các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm thủ đô đang phải đối mặt với việc nguồn tiếp tế bị cản trở. Thị trưởng của một vùng ngoại ô ở phía Đông Kiev cho biết, quân đội Ukraine đã chiếm lại một ngôi làng gần đó và hàng nghìn dân thường hiện đang rời khu vực này để tránh đường phản công. Khoảng 3,7 triệu người đã rời Ukraine trong một tháng chiến tranh. Liên hợp quốc đang xem xét các cáo buộc rằng thường dân đã bị cưỡng bức di chuyển từ thành phố Mariupol đến Nga. Các quan chức địa phương trích dẫn lời kể của nhân chứng cho biết có thể có tới 300 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom một nhà hát ở thành phố Mariupol ở miền Nam của Ukraine bị đánh bại vào hôm 16 tháng 3. Nga cho biết 1.351 lính đặc nhiệm của họ đã chết, trong khi United Station cho biết họ đã xác nhận 1.081 thường dân thiệt mạng ở Ukraine. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Nga vào thị trấn Slavutik, nơi các công nhân tại nhà máy hạt nhân Chernobyl sinh sống. Thành phố Chernihiv ở miền bắc Ukraine đã bị quân Nga cắt đứt. Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã quản lý một phần để tạo ra một hành lang trên đất liền tới Crimea từ lãnh thổ ở vùng Donetsk của Ukraine. Tập đoàn Sinopec do nhà nước điều hành của Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc đàm phán về một khoản đầu tư lớn vào hóa dầu và liên doanh tiếp thị khí đốt ở Nga, đồng thời chú ý đến lời kêu gọi của chính phủ thận trọng khi các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng. Cổ phiếu châu Âu giảm phiên thứ ba liên tiếp vào thứ sáu và được ấn định là sẽ kết thúc tuần ở mức thấp hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói chiến tranh đang đẩy giá hàng hóa lên cao và có khả năng làm giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm tới. Tiếp theo là những tin tức liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà hoạt động Nga ký thư ngõ kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền kỳ cựu của Nga có kế hoạch công bố một bức thư ngõ kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, tuyên bố nhiệm vụ chung của chúng ta là ngừng chiến tranh và bảo vệ cuộc sống, quyền và tự do của tất cả mọi người, cả người Ukraine và người Nga. 11 nhà hoạt động nổi tiếng bao gồm Lev Ponomayov, Oleg Olov và Svetlana Ganuskina, tuyên bố thành lập một hội đồng chống chiến tranh mới gồm những người bảo vệ nhân quyền nga đây là tuyên bố tập thể rộng rãi nhất chống lại cuộc chiến tranh của những người ủng hộ nhân quyền nga cho đến nay các nhà hoạt động nói rằng họ sẽ tìm cách giúp người nga tránh tham gia vào cuộc chiến chống ukraine và yêu cầu bộ quốc phòng công bố thông tin chính xác về số lượng binh sĩ nga thiệt mạng trong cuộc chiến mục tiêu thứ hai của các nhà hoạt động là hỗ trợ pháp lý cho các gia đình của quân nhân nga những người thấy mình không được cung cấp thông tin tuyên ngôn được đưa ra trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với những người biểu tình chống chiến tranh những người đã bị bắt giữ và đe dọa việc đóng cửa các cơ sở truyền thông của Nga bao gồm Echo of Moscow vì vi phạm luật kiểm duyệt và luật mới về công bố thông tin giả về quân đội Nga có thể dẫn đến 15 năm tù. Tuyên ngôn công bố việc thành lập một hội đồng những người bảo vệ nhân quyền ở Nga với mục tiêu là phối hợp các hành động trong những điều kiện làm việc mới ở Nga. Hoa Kỳ-EU công bố quan hệ đối tác mới để cắt giảm năng lượng của Nga hoa kỳ và liên minh châu âu hôm thứ sáu đã công bố một quan hệ đối tác mới nhằm giảm sự phụ thuộc của lục địa này vào năng lượng của nga Bước đi này của các quan chức hàng đầu được coi là khởi đầu của sáng kiến kéo dài nhiều năm nhằm cô lập Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng năng lượng để ép buộc và thao túng các nước láng giềng của mình và sử dụng lợi nhuận từ việc bán năng lượng để điều khiển cỗ máy chiến tranh của mình. Biden cho biết, mối quan hệ đối tác mà ông đã công bố cùng với một quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu sẽ thay đổi động lực đó bằng cách giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào các nguồn năng lượng của Nga, cũng như giảm nhu cầu về khí đốt nói chung của châu Lục. Theo kế hoạch, Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu thêm 15 tỷ mét khối trong năm nay, mặc dù các quan chức Hoa Kỳ không thể nói chính xác quốc gia nào sẽ cung cấp thêm năng lượng trong năm nay. Đồng thời, họ sẽ cố gắng duy trì các mục tiêu khí hậu của mình bằng cách cung cấp năng lượng sạch cho cơ sở hạ tầng khí đốt và giảm rò rỉ khí mê có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ấm lên toàn cầu. Ursula von der Leyen, người đứng đầu bộ phận điều hành của EU cho biết, điều quan trọng đối với châu Âu là phải tách khỏi Nga và hướng tới các nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và thân thiện việc đưa thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến châu âu có thể khó khăn mặc dù hoa kỳ đã và đang gia tăng đáng kể xuất khẩu của mình trong những năm gần đây nhiều cơ sở xuất khẩu đã hoạt động hết công suất và hầu hết các nhà ga mới vẫn chỉ đang trong giai đoạn lập kế hoạch theo trung tâm khí đốt tự nhiên hóa lỏng hầu hết các chuyến hàng của hoa kỳ đã đến châu âu Mặc dù phần lớn nguồn cung đã được ký hợp đồng cho người mua, nhưng vẫn có cơ hội để chuyển điểm đến. Ngay cả khi Hoa Kỳ có thể vận chuyển nhiều khí đốt hơn đến châu Âu, châu lục này có thể phải vật lộn để nhận được nhiên liệu. Các đầu mối nhập khẩu nằm ở các khu vực ven biển, nơi có ít kết nối đường ống hơn để phân phối. Và nếu tất cả các cơ sở của châu Âu đều hoạt động hết công suất, Lượng khí đốt có thể sẽ chỉ bằng khoảng 2 phần 3 lượng khí đốt mà Nga cung cấp thông qua các đường ống. chuyển sang phần tin tức đáng chú ý khác trên thế giới tổ chức thương mại thế giới từ chối đơn xin gia nhập thành viên của belarus tổ chức thương mại thế giới viết tắt là wto đã bác đơn xin gia nhập của belarus với lý do nước này dính líu tới cuộc xâm lược của nga vào ukraine wto cho rằng belarus đã thể hiện sự đồng lõa trong việc nga xâm lược ukraine gọi đó là hành động không phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của wto và một trật tự công bằng dựa trên luật lệ Hàng chục quốc gia phương Tây và các công ty lớn đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và Belarus, hoặc đình chỉ hoạt động ở các quốc gia này để đáp trả cuộc chiến đang diễn ra của Moscow đối với Ukraine. Hạ viện hồi đầu tháng đã thông qua dự luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, khi Hoa Kỳ và các đồng minh tìm cách thắt chặt mối quan hệ kinh tế đối với Điện Kremlin và đồng minh chủ chốt của Nga trong cuộc xâm lược Client Earth khởi động hành động pháp lý chống lại EU và hạn ngạch đánh bắt cá không bền vững. Một hành động pháp lý sẽ được đưa ra chống lại tất cả 27 quốc gia EU về việc thiết lập hạn ngạch đánh bắt không bền vững cho năm 2022. Theo chính sách thủy sản chung của EU, việc khai thác quá mức nguồn cá dự kiến sẽ chấm dứt vào năm 2020, nhưng hơn 40% tổng trữ lượng cá thương mại ở các vùng biển của EU đã bị đánh bắt, không bền vững vào năm ngoái, theo số liệu giám sát chính thức. Nhóm luật xanh Client Earth đã đệ trình một yêu cầu vào thứ Sáu, yêu cầu Hội đồng Liên minh châu Âu xem xét lại các giới hạn đánh bắt do các bộ trưởng thủy sản của EU đặt ra cho Đông Bắc Đại Tây Dương vào tháng 12 năm 2021. Nếu bị từ chối, cơ quan giám sát xanh này cho biết họ sẽ để đơn kiện lên tòa án công lý của EU vào cuối năm nay. Hành động của Clan Earth đang được đệ trình theo quyền tiếp cận mới với các quy tắc công lý được cấp vào năm ngoái và đánh dấu lần đầu tiên tất cả 27 bộ trưởng thủy sản của EU bị thách thức về mặt pháp lý về vấn đề này. Nhóm cũng đang chuẩn bị hành động pháp lý chống lại các giới hạn đánh bắt được thiết lập cho nguồn cá chung của EU và Vương quốc Anh. Các kho dự trữ cá tuyết đang ở một tình trạng đặc biệt bấp bênh. Biển Bắc đã mất 80% quần thể cá tuyết kể từ năm 1970, theo dữ liệu chính thức. Các quần thể cá tuyết ở biển Bắc, Island và biển Celtic đều đang trong tình trạng giảm sút. Các giới hạn đánh bắt của EU cho năm 2022 đã bỏ qua lời khuyên khoa học rằng không nên đánh bắt cá tuyết từ biển Celtic, đại dương phía Tây Scotland và Kattegat. Tài xế xe tải Tây Ban Nha biểu tình ở Madrid sau khi từ chối gói viện trợ mới của chính phủ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha đã đồng ý gặp các tài xế xe tải đang đình công vào thứ Sáu sau khi họ từ chối gói hỗ trợ 1 tỷ euro nhằm xoa dịu cuộc biểu tình kéo dài 12 ngày vì nhiên liệu tăng giá đã gây ra tình trạng thiếu hàng lẻ tẻ. Bộ trưởng Raquel Sanchez đã công bố các biện pháp bao gồm giảm giá 0,2 euro cho mỗi lít nhiên liệu và khoản tiền thưởng 1.200 euro sau cuộc đàm phán suốt đêm với các hiệp hội vận tải. Nhưng trong vòng vài giờ, nhóm lái xe tải không chính thức phát động cuộc tấn công vào ngày 14 tháng 3 đã từ chối đề xuất và bắt đầu chặn đại lộ trung tâm La Castellana của Madrid. Nhiều người trong số những người biểu tình mặc áo khoác có khả năng hiển thị cao gợi nhớ đến các cuộc biểu tình Gilets jaunes của Pháp. Những người biểu tình cũng đã chặn đường Vành đai ven biển của Barcelona và đốt lốp xe tại một đường biên giới với Bồ Đào Nha. Một nghiên cứu mới đã lần đầu tiên tìm thấy vi nhựa trong máu người. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Môi trường Quốc tế và được báo cáo lần đầu tiên bởi The Guardian, các nhà khoa học đã phân tích mẫu máu của 22 tình nguyện viên khỏe mạnh. Một khối lượng hạt nhựa có thể định lượng đã được phát hiện trong 17 mẫu tương đương gần 80% đối tượng. Nhựa PET thường được sử dụng cho chai nước giải khát được phát hiện trong 50% số mẫu. Polystyrene được sử dụng để đóng gói thực phẩm được tìm thấy trong 36% số mẫu và polyethylene, chất tạo nên túi nhựa, được tìm thấy trong 23% số mẫu. PMMA được đo trong 5% mẫu. Những hạt này được cho là tiêu thụ qua thức ăn, nước uống và hô hấp. Trước đây từng được tìm thấy trong phân của trẻ sơ sinh và người lớn, nhưng nghiên cứu này đánh dấu lần đầu tiên chúng được phát hiện trong máu người. Dick Vithat, nhà chất độc sinh thái học tại Vrije Universiteit Amsterdam ở Hà Lan nói chắc chắn là hợp lý khi lo lắng, các hạt đã ở đó và được vận chuyển khắp cơ thể. Câu hỏi lớn là điều gì đang xảy ra trong cơ thể chúng ta? Các hạt có được giữ lại trong cơ thể không? Chúng có được vận chuyển đến một số cơ quan nhất định, chẳng hạn như vượt qua hàng rào máu não? Và những mức độ này có đủ cao để khởi động phát bệnh hay không? các nhà nghiên cứu cho thấy omicron tồn tại lâu hơn trên bề mặt và da so với các biến thể trước đó các chuyên gia y tế đã đồng ý rằng Virus SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 chủ yếu lây truyền qua đường không khí. Tuy nhiên đã có những lo ngại đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đại dịch về việc virus có thể lây truyền khi chạm vào các bề mặt có chứa virus hay không. Các nhà nghiên cứu đã tiếp tục điều tra để có được hiểu biết đầy đủ hơn về cách virus lây lan và tồn tại trong môi trường trong hai nghiên cứu gần đây các nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng biến thể omicron tồn tại lâu hơn trên bề mặt và trên da người so với các biến thể khác các nghiên cứu kiểm tra omicron và các biến thể trước đó trên các bề mặt mà mọi người sẽ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày của họ và một trong những nghiên cứu kiểm tra virus trên mẫu da người trong nghiên cứu đầu tiên các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu da người từ các mẫu khám nghiệm tử thi để làm thí nghiệm họ cũng sử dụng nhựa làm bề mặt thí nghiệm khác chủng SARS-CoV-2 ban đầu được tìm thấy ở Vũ Hán tồn tại 56 giờ trên bề mặt nhựa. Các biến thể sau đó là alpha, beta, gamma và delta kéo dài trong tương ứng khoảng 191, 157, 59 và 114 giờ. Biến thể Omicron kéo dài 193,5 giờ. Trên da người, coronavirus ban đầu tồn tại 8,6 giờ. Các biến thể sau này tồn tại dao động từ 11 đến 19,6 giờ và Omicron tồn tại trong 21,1 giờ trên da người. Trong nghiên cứu thứ hai, các nhà nghiên cứu đã so sánh thời gian SARS-CoV-2 nguyên bản và biến thể Omicron tồn tại trên các bề mặt như thép không gỉ, tấm polypropylene, thủy tinh, giấy lụa và giấy in. Họ phát hiện ra rằng Omicron nhìn chung ổn định hơn so với các dạng ban đầu trên tất cả các bề mặt. Sau 2 ngày, hầu hết chủng loại ban đầu đã biến mất khỏi thép không gỉ, polypropylene và thủy tinh. Sau 4 ngày, virus chỉ được tìm thấy trên bề mặt kính, đối với biến thể Omicron là 7 ngày trên giấy in, số lượng virus được phát hiện sau 5 phút đã giảm 99,68% và không có virus nào có thể được truy xuất sau 15 phút. Biến thể Omicron có thể được phát hiện trên giấy lụa và trên giấy máy in sau 30 phút, hiểu rõ hơn về sự tồn tại của SARS-CoV-2 và bất kỳ biến thể mới nào trong môi trường và trên bề mặt có thể giúp hạn chế sự lây lan của virus. rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin canada do tạp chí culture magazine thực hiện tin tức canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh culture channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi những bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn nếu đây là lần đầu xem kênh mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo